nghỉ 3 天, ngày thứ 8. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Tiếng Trung của bạn thật tốt. 你的中文真好. 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 Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn của chị Triệu. Trào chị chị đợt phẩm hiểu. Ừ, ok. Hào tợ. Rất vui được quen biết bạn. Hẳn cao xinh rên sử nì. Cũng vậy. Dễ sử. Tiếng Trung của bạn thật tốt. Nì đỡ trung vấn chân hảo.